cái sản phẩm của Market Meca là tới trên 3.000 sản phẩm. Nó có tất cả loại sản phẩm bên trong, người chị ra ngoài cái gì chị có ở đây cần, mọi người cần đều có hết. Còn một cái mạng trên này nó có những người khác đặt store, chẳng như Macy, Nordstrom, Bloomingdale, tất cả những người giống như một cái mall bắt đầu vò. Giống chị thấy như cái mall ở ngoài, các sự kiện trong mall như nào thì bây giờ nó ở trên mạng, trên shop.com. Thì đây một cái mạng nó giống như này. Và ví dụ đây là những cái sản phẩm của Market Meca thôi. Thì những cái sản phẩm này chị order, chị có thể chị bán, chị order về chị bán thì kiếm retail profit đó. Còn cái shop partner store là chị earn cái point thôi ha. Cái shop partner store giống như là giống như cái gì trong mall, chẳng như jewelry hay là tất cả cái gì trong mall thì thấy cửa tiệm đều có. Trong cái market mall lúc quá thì giết lúc lúc một lúc cái công ty cho chị một cái web bộ tổ lớn, trong đó có cái tên của chị chẳng hạn như là .com/michellefan hay là art, you know, art studio something like that. Thì trong cái đó chị người ta shop qua mạng của chị kiếm đi theo con tịch, hoặc là chị có khách hàng chị bán cho người ta, không có những người, nhưng có những người người ta không có biết shop online thì người ta cần những sản phẩm nào ở trong, bán qua tay cũng được nhưng mà bán trên mạng cũng được nữa. Đây là chẳng hạn như đây thì đây họ nói, đây họ đang nói là cứ đến khoảng 10 đến 20 năm là cái new marketing system nó emerge. Thì cũng giống như ngày xưa năm 1930 là nó chỉ đẩy best selling thôi, năm 1940 là bắt đầu người ta đổi á, là franchising, có như là theo thời á, đúng không? Năm 1950 thì đến network marketing, năm 1960 đến catalog. Thì thấy không, cứ từng thời gian là cái marketing nó cũng bị thay đổi. Thì nên bây giờ đến năm 1970 như là direct sale, thấy không, từng 10 năm 20 năm thay đổi, thấy không, năm 1980 là đến direct response, những cái info social, năm 1990 là internet, bắt đầu năm 1990 thì thấy không, computer bắt đầu nó ra, internet mọi người bắt đầu shop trên internet, đến bắt đầu năm 2000 bắt đầu online marketing nó emerge. Thì cái ông chair này ông đi combine tất cả cái này lại, thì giống như cái business của con trai mình vừa có bếp one to one marketing, giống như người con người giống như em đang market với chị này, one to one marketing, em bán hàng con người cũng là one to one marketing. Rồi mình dùng cái mạng tương lai là thế hệ mới generation Y là shop online, nó không còn giống như ngày xưa. Mai mốt tương lai những cái mall tiền ren mắc nó từ nó sẽ đóng cửa, nó sẽ phải shop trên mạng. Bây giờ họ cũng nói đến cái future trend của mình là cái gì? Future trend của mình đó là nutrition, wellness. Là nếu mà nói sức khỏe bây giờ, nếu mà chị nói trên Mỹ, sức khỏe họ rất là lo lắng, sức khỏe của họ rất là gì đấy. Chính em vậy, ngày xưa em không nghĩ đến sức khỏe, bây giờ tự nhiên em cũng nghĩ đến sức khỏe và sức đẹp của mình. Xong rồi bây giờ đến giờ mọi người đến thịnh hành đến ôm cái business của mình. Tại vì mình cứ làm trong 4-5 year plan, mình chỉ làm giờ với người khác thôi. Làm hoài làm mãi mình phải cố gắng làm chịu khó rồi làm suy nghĩ đi, sống bằng đồng lương làm sao mà giàu nổi. Mình phải own business của mình, biết hết đó. Giống như tất cả những gì em xài bây giờ em đều hết đó, tại em own business. Giống như giờ em đang nói chuyện với chị này, từng ly nước em uống, mang lại gas, mi đình em đều được hết đó. Sản phẩm em xài cho người em cũng hết quá hả? Thấy không? Mình được trừ thuế. Bây giờ chị đang làm thuốc phí, chị đâu được trừ thuế những thằng đó đâu. Đó, thì bây giờ chị ôm cái business này, chị dùng, chị đang bia thôi, chị cũng được thuế. Không, mình phải ôm cái business. Thì đã sao ôm business mình tới làm giàu, mình mới ấy thuế được thì nó mới ấy đi. Bây giờ đến ý đó là cái future trend mình nó bắt đầu tạo online, shop online, social shopping trên mạng. Đây là đến nói đến cái future trend mình. Đã sao nếu mình muốn mình được ấy được mạnh thời đại hơn thì mình phải đi theo thời đại. Ý là gì ạ? Ok, thì đây mà đây như cái clip chat này chị show, chị thấy cái sự khác biệt giữa horizontal và vertical structure. Cái horizontal này là họ dành cho real estate, insurance, franchise, regional sales manager. Thì khi mà ví dụ như chị ở đây, chị mà mang ai vô bây giờ chị đặt hàng ngang, tất cả những người này họ cầm thích với nhau, họ không có được như họ không có được support của bên nhau của hàng ngang này. Nếu mà chị muốn make more money chị phải để hàng ngang, thì bây giờ cái ông cho lại ông ấy thay đổi lại, ông ấy cả cắt lại ở horizontal như này, ông ấy đổi thành vertical. Và ví dụ như chị đang ở đây, chị có Châu ở đây, là Stephanie mang ở đây, tất cả mọi người này đều hưởng bên nhau 100%.
thì nó horizontal. Nếu mà nói về view income tích lũy, residual income chính hơn, residual income nha. Cái residual income nghĩa là mình đưa một lần, mình làm một lần, mình đã pay rồi đó, cho nó. Cái đấy giống như thả như em là em còn đang khởi nạn. Em không muốn đi sẽ của em đi. Em luôn biết là ngày mai, nhớ chị sẽ nói em mọi thứ sẽ ngưng. Thật ra em muốn đi income tích lũy. Income tích lũy là em giống một trẻ, em nào thì đứng check-in em bị khắc. Giống như giờ biết đâu tương lai ngày mai em bị cái tai nó bị rất là nhiều như chị. Giống như cái đế sức của em là sao em làm nữa, em bị biết. Tại sao em biết cái đế sức này trước khi mà em bị một trường xảy ra với em. Đó, tại cái đế sức này á, nó có một cái hệ thống để một cái chiếc xe để đưa con gương in thẳng. Đó thì giờ em đang nói cái sự khác biệt giữa horizontal và vertical structure. Ví dụ như cái vertical structure này á, mức cập hàng này đều hưởng với nhau 100% hết. Chẳng như cái người này bán đồ được 1.000 đồng đi, là cái số điểm là 1.000 đi vi đi lên người này thường hết phần người này và người này, và tất cả người này đều hưởng 100% với nhau. Mình đang thành một cái đội, giống như em là thành một cái đội, nhưng em thành một cái team đang ở đây help cho nhau để mà giống như là make it happen và expanding the business. Và ý là như vậy. Thì trong cái business của cái Alexandra này á, mình có 5 bước để mình make money, mình build cái đội. Ok, tự nhiên vừa rồi thì vì đó mình có 3 cách để make money. Là chị shop trên mạng, chị lấy được cashback là một cách. Cái cách thứ hai á, chị mua sản phẩm ra bằng giá cost, chị bán giá lẻ, chị bán retail là chị earn cái lần thứ hai. Thì là cái cách